Nay thầy được nhiều trai đẹp ôm thầy nha. Không. Trời ơi hung nữa rồi. Mở khẩu trang ra, lấy khẩu trang ra. Không có rồi, nãy. Cái này mấy bạn nữ dành ganh tị với thầy luôn. Mấy bạn này ở quận 11 nha cả nhà. Rồi hôm nay quận 11 lên đây ôm thầy hung cái là đủ tiền rồi đó. Chia sẻ cho thầy đi cả nhà ơi. Nay mà mấy em đủ tiền rồi đó. Chia sẻ cho thầy đi cả nhà. Lời rồi ha. Lời rồi. Lời rồi. Đâu có lỡ đâu. Hai em hung thầy có cảm giác gì không? Sướng không? Sướng quá thầy ơi. Quá sướng luôn. Thôi con tới giờ là mai con sướng nha. Rồi rồi cảm ơn. Cảnh sướng không? Người ta chỉ có nghe tiếng người ta nhín nha, người ta chứ. Em cũng bán có một phơi. Dạ, người ta nhín quá. Thầy không thì cái đây về. Tạm biệt. Sướng chưa? Làm bao nhiêu bạn khác canh tị luôn. Trời ơi, sướng quá thầy ơi. Em chào 21 người đang xem live à. Do là mấy ngày trước em đi Kiên Giang á cả nhà cho nên em không có like thầy được. Hôm nay em mới lên xong em qua thầy luôn. Chia sẻ cho thầy đi cả nhà ơi. Đúng rồi, cái điện thoại của thầy là chỉ nhắn tin thôi cả nhà chứ không có cho cái trang của anh thử. Chứ không có gọi với thầy được, vì thầy một ngày tiếp nhận rất là nhiều người gọi cho nên thầy không bắt máy được đâu mấy cả nhà. Dạ. Mọi người cứ vào đó nhắn tin đi thầy sẽ trả lời chứ thầy không nghe máy. Cúng giường hay gì? Cũng đem vô đây luôn, đưa chàng trai quay luôn. Cứ nói chuyện đi, cứ nói chuyện. Chào. Chào. Chào thầy Thích Tâm Phúc. Rồi. Nhiều kênh mà. Dạ, anh chào 32 người đang xem live em ạ. Chúc các ngày có nhiều điều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Thầy khéo tay lắm. Thầy khéo quá. Hết người này cái thấy người khác đến nữa. Mấy kênh nữa. Sáng giờ kênh không? Bạn kênh kênh không? Kênh không? Vô đây, ăn lúc này sao? Hôm nay buồn ha, là vui? Vui buồn lẫn lộn thầy ơi. Theo cái đúng thôi, đúng không thầy? Đúng rồi. Như sư phụ thì người tu không binh vực cái nào. Thấy sai thầy góp ý, mà đúng thì thầy khen ngợi. Còn cúng dường thầy hay sửa cho á. Đúng không? Thì mô Phật có Phật tử nào hoặc là quý mạnh thường quân nào muốn giúp đỡ cho thầy. Để cho thầy sửa chữa xây dựng. Cái tròn này bỏ nó ra. Rồi thầy muốn mà đơn sơ. Đó đó giờ kìa giọt hết trong đang làm lỡ dở lùm đùm ra. Từ từ cầu mong cho thầy được thầy trang hơn. Rồi đây đây. Rồi đây đi đạo pháp với thầy. Dễ thương ghê ta. Đẹp trai, trắng trẻo dễ thương. Hùng cái lấy hình này. Từ từ đi, chút đi, từ từ đi. Làm liền. Không có cái đây đó. Thấy hậu trang hả coi. Thấy hậu trang hả coi. Sao không? Không sao. Đâu, không liền. Con đang quay lấy cam nè. Không đi. Thôi quay xong đi, trời mồ hôi một cơ. Không lẽ ta đẹp trai cỡ này. Từ từ. Cái mò mặt lên cho có hình. Bây giờ thầy là một cái người cao quý đúng không? Mà bây giờ cái mình mồ hôi bù cơ không, mình lại gần thầy thì mất công nữa đúng không? Mình thấy. Dữ. Nói chung là thầy ai cũng thương thầy, ai cũng ông rồi đó. Nói chung là thương thầy là tại có một cái là thầy vui vẻ. Thầy hòa đồng lên mạng thấy thầy nói chuyện rất là hài hước. Đó, mình phải có một cái gì gọi là cuộc sống vui cười đúng không thầy đúng không đó. Bởi vì hôm nay đến quay thầy là quá lần đầu tiên con lại luôn đó. Nhưng thấy mấy cái kênh kia là lại thầy nhiều. Xin sẵn à. Dài là làn da mịn màng đẹp. Hết rồi. Rồi đi qua đây mệt. Mà đúng rồi. Đổ hôi soi mắt. Bán cà phê lại đây, uống cà phê. Uống nhiều ngày làm chắc. Không cho hôm ngày hôm cái liền đi đỡ cái. Ôi trời cha ơi, làm cái nữa này là bán. Trời ơi, nhào nhở dữ à. Hôi rồi, nhào quá. Nhào dữ rồi. Ta yêu nhau quay nhẹ nhàng. Từ từ bán quay cái thầy ơi. Mạnh quá nó đứt bún luôn á. Đúng rồi. Phải ngồi quay tâm sự với thầy vài điều. Không, thà là gặp tâm sự không đừng có đấu kiếm, không có nên. Ơi bậy bạ. Những này là đấu kiếm là gì? Đang ở trong đây chào hỏi tâm người ta là đánh lộn á thầy. Người ta là giống như là bậc chân tu là không có nói cái sự mà gọi là chiến tranh rồi, chiến tranh. Đúng không? Không có đao kiếm, không có đao thương gì đây chứ không? Không. Đó mình thanh thản cuộc đời đúng này đúng không? Cái đúng thầy nói đúng, cái sai thì nói sai, không thanh thản hay thầy nói gì là sự thật hết. Còn có mình không phải chửi mà mình đây.
cái điều đó không phải như vậy đúng không? Đúng. Chứ không phải mình dùng những hành động hay lời nói xấu. Chứ mình mà nói mà vui vẻ hài hước là ai cũng thích. Đúng đó. Rồi. Nè. Tại vì giờ phải ba bốn người của đệ tử hàng thầy qua đây, cái bà hàng bên bệnh trực tiếp bên đây, 1, 2, 3 bên kia, cái bên kia 2 người theo đổi cho đấy. Tụi con là fan, fan của Hằng. Trời ơi, fan của Hùng mừng Hùng. Đó, fan của Hằng. Thất vọng quá. Fan của Hằng. Chào thầy Phúc, theo thầy. Fan cũng đỡ hơn. Con cũng tên Phúc luôn á. Dạ. Yeah. Phúc. Vậy là Phúc Phúc là mình là có duyên, có duyên, có duyên. Chào thầy Phúc, theo thầy Phúc thì vấn đề tỉnh thất bồng lai bữa nay thấy mà đòi 3 tỷ mấy thì thầy thấy sao thầy? Thì thầy nói cái đó đòi hỏi quá. Quá. Làm như vậy thì thấy tội cho cái chị bán bún riêu ở lò thi không thầy? Không biết cái tình tiết nó còn đang trên đường đang. Để con gắn máy vô một cái con hỏi thầy về hỏi đi rồi con cái rồi cái mặt văn tu ở dưới nó như thế nào với mình ở đây đúng không thầy, đúng không? Không phải là mình câu view câu like mà là phải thấy thầy nói chuyện dễ thương nhưng mà phải có ý nghĩa, hài hước. Đừng có câu quá cái thành ra nó quá đáng rồi, những cái từ ngữ nó là mà đụng chạm đến nhiều tổ chức khác. Đúng không? Đúng. À, Y Nguyên Chính Nghĩa xin kính chào cô dì chú bác các anh chị nha. Thì hôm nay Y Nguyên cũng có diện kiến đến ngôi chùa của thầy Thích Tâm Phúc đó. Người dân thường gọi thầy là thầy chùa ăn thịt đó, nhưng mà thật sự ăn thịt hay không là tụi thầy biết thôi nha mọi người. Đó, theo thầy nghĩ á, cái chuyện lùm xùm mấy ngày nay á của cái vụ Tà Am bên bờ 18 cộng á, thầy nghĩ làm sao về cái vụ ra tòa đó, và thầy có biết về những cái vụ việc đó không? Biết rất là rõ. Biết rất rõ hả? Bây giờ cái thằng mặt một lần á, con của bà, không phải, cái thằng mặt một lần con của thầy ông cố nội trong đó đó, thì bây giờ là nó kiện nó thua về cái vấn đề là của gà thọ ở dưới mà giống như là đền cho nó, giống như là người ta đi lấy cục đá người ta chọi cái mặt nó gắt đường mai dài mũi, xong cái nó đòi giống như là nó đòi bồi thường 3 tỷ và bắt người ta ở tù ở á 2 năm. Nhưng mà tòa xử là tù ở là không ở, là 4 năm tù treo và 1 năm thử thách, và đền có 17 triệu thôi. Mà bây giờ là bên bển nó không chịu, bây giờ nó đòi là giống như là đền 300 tỷ. Thầy bây giờ thầy thấy cái ý kiến của nó đòi đi lên triều đình đó lấy 300 tỷ, thầy thấy làm sao? Thì cái điều này quan đường